Xin chào các khán giả của C2 TV. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin số nói tại địa chỉ t.ly/C2TV. Hôm nay, một ngày mới lại đến và chúng ta lại gặp nhau cho bản tin số nói sáng ngày 30 tháng 10. 5 phút là khoảng thời gian mà Napoli cần để tạo ra sự khác biệt trước AC Milan với bàn thắng đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Để rồi cũng chỉ cần có 45 phút đầu tiên của trận đấu để đội bóng vùng Naples đánh bại AC Milan bằng 2 bàn thắng trong vánh và tiếp tục đẩy nửa đỏ đen của thành Milan xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng của Serie A mùa này. Theo thông tin truyền thông Anh đăng tải, Ruud van Nistelrooy sẽ chỉ dẫn dắt Man United một trận duy nhất. Lý do là bởi đội bóng này đang rất gần trong việc thuyết phục thành công huấn luyện viên Ruben Amorim ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Trước đó, trang chủ đội bóng này đã đưa ra thông báo van Nistelrooy sẽ là huấn luyện viên tạm quyền của Quỷ Đỏ trước khi họ tìm được người thay thế Ten Hag. Cả báo chí Bồ Đào Nha và Anh đều đưa tin huấn luyện viên Amorim sẽ nhận mức lương gấp 3 lần nếu dẫn dắt Man United. Tại Sporting, ông đã được trả 2,1 triệu bảng một năm. Con số này sẽ tăng lên 7 triệu bảng nếu đồng ý làm huấn luyện viên của Quỷ Đỏ. Trong hợp đồng giữa huấn luyện viên này và đội bóng chủ quản Sporting Lisbon có điều khoản đặc biệt. Các đội bóng như Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Liverpool, Man City, Man United và Juventus nếu tiếp cận sẽ chỉ phải trả 8,5 triệu euro để thuyết phục Sporting nhà người. Ronaldo là một con quái vật, còn Messi là bố của con quái vật đó. Pep đã phát biểu đúng một câu gây sốc khi nhắc về cuộc đua quả bóng vàng trong những năm qua. Ai cũng biết Pep là fan cứng của Messi, nhưng khi ông phát biểu thế này, cộng đồng fan hai bên lại được dịp tranh cãi kịch liệt. Pep nhận định nếu không vì sự xuất sắc của Ronaldo và Messi, bóng đá Tây Ban Nha còn nhận thêm nhiều quả bóng vàng nữa, trong thời điểm mà những Xavi hay Iniesta vẫn chơi cực hay. Chưa mộ Kolo Muani từ Eintracht Frankfurt với giá 90 triệu euro, giờ đây PSG chấp nhận cắt lỗ đến 50 triệu euro để bán cầu thủ này. Cụ thể theo tờ L'Equipe, PSG đang cân nhắc bán rẻ trên suốt người Pháp cho bất kỳ đối tác nào trả đủ 40 triệu euro. Kể từ đầu mùa đến giờ, Kolo Muani đã ra sân trong 7 trận nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Theo Daily Mail, ba trụ cột của Arsenal bao gồm Martin Odegaard, Ricardo Calafiori và Julian Timber sẽ sớm bình phục chấn thương. Nhà trưởng Odegaard sẽ sớm trở lại tập luyện trong tuần này, trong khi những chấn thương của Calafiori và Julian Timber là không có gì đáng nghiêm trọng. Theo lịch thi đấu, Arsenal sẽ gặp Preston North End tại Carabao Cup trước khi làm khách đến St James Park gặp Newcastle vào cuối tuần này. Không tham dự lễ trao giải quả bóng vàng và không bình chọn cho ai cả, đó là cách Cristiano Ronaldo thể hiện quan điểm của mình ở những cuộc đua danh hiệu. Cụ thể trong danh sách bầu chọn giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Ronaldo đã bỏ phiếu trắng. Anh quyết định không bầu chọn cho những Lamine Yamal hay các hậu bối như Kobe Mainu và Garnacho. Tất nhiên lá phiếu của Ronaldo cũng chẳng thay đổi quá nhiều bởi Lamine Yamal đã ẵm giải thưởng này. Cầu thủ của Barca trở thành cầu thủ đầu tiên. Cầu thủ của Barca trở thành cầu thủ đầu tiên dưới 18 tuổi nhận giải thưởng Copa Trophy. AC Milan tiếp đón Napoli với sự thiếu vắng của 6 cái tên, đều đóng vai trò rất quan trọng điển hình như Theo Hernandez, Reginder hay Tammy Abraham. Chính điều này đã khiến cho sức ép mà Napoli tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 5 của trận đấu nhờ công của Lukaku. Với chất lượng nhỉnh hơn ở hàng tiền vệ, chủ nhà nỗ lực dồn ép để tạo ra sự khác biệt ở tuyến giữa khi kiểm soát tới 62% thời lượng bóng lăn và tung ra tới 7 cú sút về phía khung thành đối phương trong hiệp 1. Tuy nhiên chất lượng những cú sút của Rossoneri lại không được như mong muốn và thủ thành Meret cũng thể hiện rằng bản thân đã có một ngày thi đấu xuất sắc với 3 pha cản phá thành công. Ngược lại ở phía đối diện, Napoli thậm chí chỉ có 5 cú sút và không có bất kỳ lần nào được hưởng phạt góc bên phần sân của chủ nhà. Nhưng với 3 lần đưa bóng đi trúng khung thành, các vị khách đã có tới 2 bàn thắng khi mà Varaskelia có bàn thắng thứ 5 ở một giải năm nay, giúp cho ngôi sao này tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong mùa Napoli khi đã góp dấu dày vào 7 bàn thắng sau 10 trận tại Serie A. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của AC Milan khi họ tiếp tục áp đảo với số tình huống phạt góc với 4 lần, cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61%, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước đội khách và đành phải chấp nhận thất bại thứ 3 ở Serie A mùa này. Sau chuỗi trận kém duyên tại sân vận động mới của Tottenham, Man City đã phá rất thành công ở mùa giải trước khi giành chiến thắng trong cả 2 lần làm khách. Với tính chất của một trận đấu thuộc cúp liên đoàn, chắc chắn cả hai đội bóng sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chiến lược đội hình dự bị của Man City vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Trong 10 trận gần nhất chơi trên sân nhà, tỷ lệ thắng kèo handicap của Tottenham chỉ là 40%. Trong khi đó, Man City đang duy trì mạch bất bại kể từ đầu mùa giải và đã thắng kèo châu Á 3 trên 5 trận gần nhất. Hàng công của đội nhà Tottenham đang thực sự gặp vấn đề khi không có được sự phục vụ của Son Heung-min. Những nhân tố thay thế như Richarlison hay Timo Werner hoàn toàn không thay thế được vai trò mà tiền đạo người Hàn Quốc để lại. Điều này đã được thể hiện trong thất bại 0-1 của gà trống trước Crystal Palace. Ở bên kia chiến tuyến, hàng thủ của Man City đang cho thấy sự chắc chắn khi giữ sạch lưới trong cả hai trận đấu gần đây. Đáng chú ý, trong 3 trên 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, các trận đấu đều diễn ra khá chặt chẽ với không quá 2 bàn thắng được ghi.
sẽ rộng ra trong 10 lần gặp nhau gần nhất giữa Man City và Tottenham, chỉ có 3 trận có trên 3 bàn trở lên. Trong 5 trận đấu gần đây, Tottenham đã tạo ra tổng cộng 70 quả phạt góc, tương ứng trung bình 14 quả mỗi trận. Bên phía Man City, dù không quá vượt trội thì họ cũng không kém cạnh với 66 quả phạt góc trong cùng khoảng thời gian, đạt trung bình 13,2 tình huống mỗi trận. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa Tottenham và Man City, số lần phạt góc lại giảm xuống khá đáng kể, chỉ với 48 quả, trung bình chỉ 7 quả mỗi trận. Sự sụt giảm này cho thấy mỗi khi đối đầu nhau, hai đội có xu hướng chơi thận trọng hơn, tập trung vào việc giữ cự ly đội hình và giảm thiểu những tình huống đối phương có thể khai thác từ các quả phạt góc. Trong lần tái đấu sắp tới, với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục duy trì thế trận an toàn, tránh những sai lầm không đáng có. Vì vậy, cột mốc 11 quả phạt góc khó có thể được thực hiện. Trong 5 trận đấu gần đây, Tottenham đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ vàng, tương đương với trung bình 1,4 thẻ mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Man City thể hiện lối chơi kỷ luật và fair play hơn với chỉ 5 thẻ vàng sau 5 trận, trung bình 1 thẻ mỗi trận. Tuy nhiên, khi nhìn vào những cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội, mức độ căng thẳng tăng lên rõ rệt. Cụ thể trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đã có tổng cộng 25 thẻ vàng được rút ra, trung bình 5 thẻ mỗi trận. Con số trên cho thấy tính căng thẳng trong mỗi cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man City. Do đó, nhiều khả năng trọng tài sẽ phải can thiệp thường xuyên và số lượng thẻ phạt trong trận đấu này có thể vượt qua 4 thẻ vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin số nói của C2 TV. Đừng quên truy cập t.ly/C2 TV để không bỏ lỡ những số tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin kế tiếp với những thông tin hấp dẫn và cập nhật mới nhất. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng.